Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng, và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 ạ, hoặc 0396164604. Hiện tại đang là buổi tối của ngày 9 tháng 9 năm 2024 ạ. Thì tối nay bên cơ sở lan rừng nhà em đang có những cái dòng hàng lan để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng nhà em có ship hàng toàn quốc. Khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Xem báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển nhé. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện nhắn tin theo hai số điện thoại bên em vừa cung cấp ạ. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại. Cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Và mỗi 1 kg tiếp theo thì cái cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có nhé. Đầu tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan dáng hương đuôi cáo cô chú anh chị ạ, một cái dòng lan đặc hữu của vùng Cao Bằng. Với dòng hàng mà em đang bán cả hàng cân và cả hàng theo hình thì tùy cô chú anh chị mình có thể lựa chọn nhé. Mặt hàng kg với những cây hàng lá ngắn và cây gọi là tầm nhỡ chở đổ lại thôi cô chú anh chị ạ. Thì 1 kg của dòng dáng hương đuôi cáo này, hàng vừa tầm ghép với những cây này cô chú anh chị sẽ rất là dễ dàng ghép ạ. Xin phép em được bán với giá chỉ có 170.000 cho 1 kg thôi. Và em sẽ bán ngay từ 0,3 kg cô chú anh chị nhé. Tức là có rơi vào có 54.000 là để cô chú anh chị mình có thể sở hữu những cái giò dáng hương đuôi cáo để thưởng thức hoa xuân rất là đẹp rồi. Đó, hoặc cô chú anh chị mình có thể chọn theo hình để được những hình ưng ý với giá cũng rất là yêu thương. Thì lát cô chú anh chị chọn theo hình cho em. Còn sau này ở đây sẽ là những cây dáng hương đuôi chồn ạ. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Những cây dáng hương đuôi chồn thật sự rất là mướt như thế này. Và giá thì em đang để có 160.000 cho 1 kg thôi. Cây này thì nó không quá lớn và không quá nhỏ như cô chú anh chị nhìn thấy rồi đấy ạ. Không quá lớn, không quá nhỏ, rất là xinh như vậy. Và 1 kg của dòng dáng hương đuôi chồn chỉ có 160.000 nhé. Tiếp sau này ở đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái lô kiều vàng. Những cái lô kiều vàng rất là đẹp luôn. Thì hôm nay em xin phép được chia theo hình, hoặc cô chú anh chị mua cân em bán 190.000 một kg cô chú anh chị ạ. Thì ở đây cô chú anh chị mình có thể chọn hàng theo hình ở đây cho em này. Cái hình này em gọi là cái hình số 1 đấy ạ cô chú anh chị. Cái lô này là có 3 dải kiều, hình này gọi là hình kiều số 1 nhé. 3 dải kiều vàng dài mượt đều tăm tắp về cô chú anh chị, làm một cái giò quá đẹp đúng không ạ. Em xin phép được bán cái 3 dải kiều vàng này với giá là 100.000 ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 2 này cô chú anh chị này, một cái lô kiều vàng cây vừa tầm rất là xinh như này. Và cái lô kiều vàng số 2 này em xin phép được bán với giá chỉ có 80.000 thôi. Và đấy, cô chú anh chị thấy là 80.000 để sở hữu một cái giò kiều vàng rất là tuyệt vời rồi đúng không ạ? Hình tiếp theo sẽ là hình số 3. Hình số 3 này là cũng là 3 cái rể kiều mà không khác gì là 3 giò, 3 rể nguyên bản luôn, 3 4 rể. 4 rể cô chú anh chị ạ, 4 rể kiều thân nú như vậy. Và 4 rể kiều này em xin phép được bán với giá là 110.000 nhá, là hình số 3 đi ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 4, cả lô kiều này em xin phép được bán 60.000 thôi. Và tiếp sau này ở đây sẽ là những cái cây lan sơn thủy tiên ạ. Những phần sơn thủy tiên rất là xinh ở đây ạ. Sơn thủy tiên em đang để giá 191 kg, hoặc cô chú anh chị chọn theo hình ở đây cho em cũng được này. Đấy, hình này gọi là cái hình số phần số 3 nhé cô chú anh chị nhé, phần sơn thủy tiên số 3. Chỗ này thì cô chú anh chị nhìn thấy là 3 dề rất là khỏe và đẹp như vậy. Và 3 dề sơn thủy tiên này em bán là 80.000 nhé chú anh chị nhé. 80.000 là được mỗi giò sơn thủy tiên quá đẹp rồi. Mỗi giờ cô chú anh chị ghép sơn thủy tiên không phải lăn tăn. Phần tiếp theo là phần số 2, cũng là một cái phần sơn thủy tiên mướt và đẹp như này. Đó, cô chú anh chị thấy là chỗ này thì cô chú anh chị về làm cái giò quá là mê đúng không ạ? Cũng với giá chỉ 80.000 thôi. Và sang bên này đây sẽ là vừa là một cái phần sơn thủy tiên và vừa là một cái phần hoàng lạp có hai dề, một dề sơn thủy tiên và một cái dề hoàng lạp. Và cả cái combo này em xin phép được bán với giá là 65.000. Đó, chỗ này hai rể và hai loại lan là sơn thủy tiên hoàng lạp. Chú anh chị nhìn thấy là để gần nhau như vậy, cô chú anh chị cũng thể thấy có một cái sự khác nhau đúng không ạ? Và sang bên đây thì em có một cái cây hồ điệp mà hồ điệp trăm hoa duy nhất ạ. Một cây hồ điệp trăm hoa duy nhất thôi. Và cây này thì em xin phép được bán thanh lý xả hàng. Cây này thì vừa rồi nó cũng đã cho hoa rồi đây cô chú anh chị nhá. Đấy, người ta đã cắt cần hoa này. Rồi, cây hồ điệp trăm hoa mà trước đây người ta bán cả tiền triệu một cây. Thì bây giờ em đang có một cây này cô chú anh chị mình sưu tầm. Với giá xin phép là 80.000 cho cây này nhá cô chú anh chị nhá. 80.000 cho cây hồ điệp trăm hoa này ạ. Và tiếp sau này đây sẽ là những cây đai châu Thái. Cái dòng châu Thái thì em bán với giá là 370 một kg. Hoặc cô chú anh chị chọn theo hình ở đây. Thì cái dòng châu Thái thời điểm hiện tại là đã bắt đầu là nhú nụ rồi nhá cô chú anh chị nhá.
Châu Thái bắt đầu là nhú nụ rồi. Cô chú anh chị có thể cùng nhìn châu Thái ở châu rừng cũng vậy thôi. Một trong những dòng lan có thể nói rằng là nó nở chuẩn hoa Tết nhất trong tất cả những cây lan ấy ạ. Không cần phải kích, không cần phải làm gì thì những cây đai châu này nó vẫn cứ nở hoa nhé, chú anh chị nhé. Vẫn cứ nở hoa đúng vào đúng cái thời điểm Tết luôn ấy ạ. Không cần phải kích gì luôn ạ. Nó là một trong những dòng lan với những anh chị chơi lan thì chắc là không thể thiếu trong những cái giò lan của sân vườn nhà mình. Đấy, thì ở đây em đang có hai hình như thế này. Hình này em gọi là cái hình số đây, hình này gọi là hình số 5 nhé, chú anh chị nhé. Hình số 5 thì cây này năm ngoái là đã cho hai cái vòi hoa đẹp rồi đây. Năm nay thì hiện tại cô chú anh chị thấy là đang nhú nụ đây này. Đó, nó đang nhú nụ đây nhá cô chú anh chị nhá. Em thấy là đang nhú nụ một nụ rồi. Thì cây này năm ngoái là hai hoa thì chắc là năm nay cũng sẽ cho cô chú anh chị mình hai hoa. Cây số 2 đây này, cây số 2 này năm ngoái cũng nở hay hơn, có hai vòi hoa cô chú anh chị ạ. Cặp đôi hai cây cho châu Thái. Cặp đôi này xin phép được bán là 190.000 ạ. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Đây cũng là một cặp đôi hai cây. Cây này thân tím rất là xinh này, hàng không lỗi lá luôn ạ. Cây tiếp theo cây số 2, cây này cũng thấy là nhú nụ đây này cô chú anh chị này. Đó, thấy nhú nụ ở ngách lá rồi. Em thấy là nó có cả hai nụ luôn đấy ạ. Đấy, thì một cặp đôi hai châu Thái này xin phép được bán với giá sẽ là 100, cặp đôi này sẽ là 160.000 nhá. Hình này gọi là hình số 6 ạ. Ngoài ra thì em còn có những cái cây châu Thái hàng chậu nhựa. Hàng chậu nhựa và những cây này thì em cũng đảm bảo cô chú anh chị rằng là mình khi mà sở hữu nó cũng sẽ có những cái giò hoa chơi Tết rất là đẹp luôn. Bởi vì những cây này năm ngoái là đã cho hoa hết rồi. Cây sẽ rơi vào khoảng tầm 4 cặp lá như hình em đang giới thiệu đây cô chú anh chị này. Cây nào cũng như cây nào thôi nhé cô chú anh chị nhé. Và một cái cây đai châu Thái xinh đẹp như thế này, hoa của châu Thái rất là bền và đủ màu sắc như là hồng cánh sen này, hay là đỏ sắc pháo, hay là bò sữa, hay là tím đốm vân vân, rất là nhiều những màu sắc ạ. Thì một cái chậu đai châu Thái như vậy, hàng em đang để giá là 85.000 cho một cây thôi nhá. 85.000 cho một cái cây đai châu Thái này. Sau này đây là một chậu hạc đỉnh đỏ duy nhất thôi để cô chú anh chị mình sưu tầm. Cây thì giả hành cô chú anh chị nhìn thấy là củ nó rất là khỏe như thế này. Mùa bây giờ thì cây đang lên nụ. Chậu này đang có hai nụ khỏe nhá cô chú anh chị nhá, đang hai nụ đẹp như vậy. Thì cái cây hạc đỉnh đỏ này xin phép được bán với giá là 130.000 cho chậu hạc đỉnh đỏ này ạ. Và sang mè đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là dòng lan Vanda. Những cây Vanda rất là khủng luôn cô chú anh chị ạ. Những cây Vanda cực kỳ là khủng mà hàng này thì chuẩn màu hoa cô chú anh chị nhá. Cây này là cái hàng vận chuyển bên Thái về, và do vận chuyển bên kia về mà cái nụ hoa của nó có ảnh hưởng đấy ạ, có ảnh hưởng ít nhiều. Tuy nhiên cô chú anh chị vẫn có thể thấy được cái vẻ đẹp tuyệt vời của nó. Cái dòng này thì cô chú anh chị treo bờ rào, không cần phải chăm sóc gì thì nó vẫn cứ cho hoa. Đây cô chú anh chị nhìn này, cái cây của em treo bờ rào này, năm trước là em lấy về cái hàng có nụ ạ. Về sau ấy thì nó chả cho nụ, cho không có nụ nên là em treo bờ, và với lại cả nó hơi héo ấy, em treo bờ rào này cô chú anh chị nhìn này. Hiện tại cái bộ rễ của nó này, đấy, bám lên cái tường của em như thế này. Bám dài ra như thế này nhá cô chú anh chị nhá, mà chả có tưới gì hết, em treo đúng bờ rào luôn. Đấy, cây này, cây Vanda của nhà em này rất là dễ sống luôn cô chú anh chị ạ. Treo bờ rào cũng sống và chả tưới gì cả. Đấy cô chú anh chị nhìn cái bộ rễ này, chậu nguyên chậu nhựa như thế này. Em để đấy, sau đấy khác tự bò ra như thế này. Rất là khỏe và rất là dễ sống, dễ chăm mà cho hoa liên tục quanh năm luôn ấy ạ cô chú anh chị. Hoa liên tục quanh năm mà bông hoa không phải nhỏ, bông hoa to đùng luôn. Đấy thì ở đây em đang còn có một chậu duy nhất, chậu tím đốm này thôi nhé cô chú anh chị nhé. Một chậu duy nhất này thôi, cũng là cái mặt bông mà cô chú anh chị đang ngắm ạ. Tuy nhiên thì cái chậu này thì nụ của nó vận chuyển từ xa về này, nụ của nó bị chột này. Hiện tại còn có một nụ này, có thể là nó sẽ nở được thôi. Cây thì nhiều cặp lá như thế này. Và một cây duy nhất này xin phép được bán với giá là 120.000 nhá cô chú anh chị nhá. Về cô chú anh chị chờ lứa hoa khác cho em. Đó, một cây rất là to như thế này, 120.000 cho cây Vanda này ạ. Mặt hoa thì như cô chú anh chị đang được ngắm ở đây. Đó, như cái mặt hoa này, cô chú anh chị nào yêu mến thì sưu tầm cho em nhá. Rất là đẹp. Đỏ chấm rất là đẹp. Tiếp sang về đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây lan hồ điệp lá biên cực kỳ là đẹp cô chú anh chị ạ. Một cái cây lan không chỉ đẹp ở hoa mà phải nói rằng nó là một cái sự kết hợp vô cùng hoàn hảo giữa sắc đẹp của bông hoa thân lá. Hoa của nó sẽ là hoa đỏ như vậy nhá cô chú anh chị nhá, đỏ chấm rất là đỏ, đỏ viền chớp rất là đẹp như thế này. Đó, cái dòng lan hồ điệp lá biên đây ạ. Và mỗi một cái cây như thế này thì nó sẽ có hai vòi bông, hai vòi nụ mập nù ú luôn. Một chậu sẽ có ít nhất là hai vòi nụ mập nú, cây khỏe đẹp như vậy. Em xin phép được bán với giá chỉ có 50.000 thôi ạ. Cô chú anh chị chỉ cần sở hữu cho em một cây thôi. Đến khi nó nở hoa trưng trong phòng khách hay bàn làm việc cũng đủ xinh đẹp, tạo ra một cái không gian
sáng tuyệt vời cho không gian gian phòng khách rồi đúng không ạ? Và bên này thì em còn có thêm hai cây hồ điệp, một cái cây hai cây hồ điệp, đây là cây này có ba ngồng hoa này, nó bị lỗi không biết là cái con gì nó cắn ở cái đầu ngọn này đi một chút xíu. Dòng này là dòng hoa đỏ nhá cô chú anh chị nhá. Dòng hoa hoa đỏ hay là dòng hoa vàng không biết nữa, hình như là đâu là dòng, chắc là dòng hoa vàng thôi cô chú anh chị ạ. Cái dòng hoa vàng lưỡi lưỡi đỏ rất là sáng như thế này. Thì em có duy nhất hai cây này thôi cô chú anh chị ạ. Hai cây này thôi nhá. Đây. Hai cây. Cô chú anh chị nào cây này thì có ba vòi bông luôn, không biết là cái con gì nó cắn mất cái lá ngọn đi một tí. Đó. Cây này rất là nhiều nụ nhưng mà có cây này có 4 nụ gì đấy. Hai cây này cô chú anh chị em xin phép được bán mỗi một cây là với giá là 40.000 đi cô chú anh chị nhá. Mỗi một cây là 40.000, có hai cây duy nhất ạ. Dạ, tiếp sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan cắt lea, dòng cắt một lá bông đại, mà cái hàng này là hàng của em chuẩn hoa với những cái sắc màu có thể nói là đẹp, là những mặt hoa vô cùng là tuyệt vời và độc đáo với giá rất là rẻ cô chú anh chị. Chọn sở hữu hàng tem cô chú anh chị nhá, những mặt hoa cát chuẩn hoa để cô chú anh chị sưu tầm như này. Đây là mặt bông, em gọi là mặt bông số 1 ạ, gọi là Myanmar Sunset hay còn gọi là mặt trời Myanmar, bông hoa to đỏ rực rỡ luôn cô chú anh chị nhá. Và cái mắt của nó là những cái tia vàng như là những ánh sáng mặt trời ấy, cô chú anh chị ạ. Tuyệt vời như vậy. Mặt bông thứ hai sẽ là mặt bông hoa trắng và lưỡi vàng, và mặt bông thứ ba là tím chớp lưỡi, hoa cánh hoa trắng tím cắn trắng chớp tím và cái lưỡi đỏ họng vàng rất là tuyệt vời như thế này đấy ạ. Ba mặt bông cực kỳ là xuất sắc như thế này, mà dòng cát này cũng là một dòng mà cho hoa quanh năm. Tất cả những cây này thì bọn em đều bảo hành hoa với cây đủ tem mác nhé cô chú anh chị nhé. Cây nào cũng có gắn tem để chỉ rõ cái mặt hoa cũng như là cái cây hàng chuẩn hoa như thế này cho cô chú anh chị mình. Đó. Đây là Myanmar Sunset này, tất cả những cây này thì bọn em đều có tem hết ạ. Và một cái chậu lan để cô chú anh chị sưu tầm những cái mặt bông vô cùng là tuyệt vời này. Bây giờ em đang để là 120.000 cho một cây nhé cô chú anh chị nhé. 120.000 cho một cái cây lan cát với những mặt hoa vô cùng là tuyệt vời như vậy. Sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái dòng lan. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ. Đây là những cây lan hoàng nhạn. Đây là dòng lan nhạn An Ba hay còn gọi là dòng nhạn Va đấy ạ. Hoa vàng lưỡi trắng nhé cô chú anh chị nhé. Nhìn thấy cái vẻ đẹp của cái cây lan này, sắc đẹp của nó, cũng có thể tưởng tượng ra cái mùi hương thơm ngọt ngào từ nó luôn ấy cô chú anh chị. Cái hoa rất là đẹp và đáng sưu tầm như thế này đấy ạ. Những cây rất là to, những cây rất là to, rơi từ 8 cặp lá trở lên, 2, 4, 6, 7, 7 cặp lá trở lên nhé cô chú anh chị nhé. 7, 8 cặp lá trở lên, cây đẹp mà hàng lá xếp rụt, chứ không phải là hàng xếp thưa mà là hàng xếp rụt nhé. Nó đẹp hơn cả những cây này, bởi vì cây này cô chú anh chị thấy là gần như cây nào xếp rụt rất là đẹp. Thì một cây lan nhạn An Ba tuyệt vời như thế này, đủ trưởng thành để cho cô chú anh chị mùa tới là cho hoa đẹp rồi ạ. Cây rất là lớn đẹp như vậy nhá. Và một cây như thế này thì giá chỉ có 140 thôi cô chú anh chị ạ. 140 cho một cây, gần như là hàng không lỗi lá, mà cây phải nói là đẹp xuất sắc luôn. Không bỏ lá chân và gần như là không lỗi lá. Đấy. Chú anh chị này, lấy cho em hai cây để về làm một cái tác phẩm đẹp luôn với giá tiền chỉ có 280, hoặc là lấy một cây thôi cũng đủ đẹp ạ. Chắc chắn rằng nó không làm cô chú anh chị mình thất vọng đúng không ạ? Và sang bên đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những cái chậu lan trầm rồng đỏ nhá. Những cây lan trầm rồng đỏ cho cô chú anh chị mình cùng ngắm mặt bông trầm rồng đỏ đây ạ. Hoa bầu tròn rất là đẹp này. Hiện tại thì em cũng còn có duy nhất là hai chậu thôi ạ. Hoa của nó sẽ nở vào thời điểm Tết, duy nhất hai chậu. Chậu này gọi là chậu số 34 nhá. 34. Cô chú anh chị thấy là chậu này có rơi đến 5 thân, 6 thân gì đó. Em bán chậu này với giá 110.000. Chậu tiếp theo là chậu số 33. Chậu này thì có 3 thân này. 3 thân như thế này. Và em xin phép được bán chậu này với giá tiền là 100.000. Đấy. Trầm rồng đỏ chỉ cần 2 thân thôi nở đẹp rồi. Hoa nổ của nó sẽ nở vào thời điểm Tết đấy ạ. Và tiếp sau bên đây sẽ là cái dòng lan giả hạc Pháp nhé. Giả hạc Pháp đây cô chú anh chị cùng em ngắm cái vẻ đẹp của dòng giả hạc Pháp ạ. Sai hoa từ gốc đến ngọn, một trong những dòng hoa sẽ nở vào thời điểm Tết ạ. Đây ạ. Đẹp tuyệt vời như vậy nhá. Thì ở đây em đang có những cái bảng giả pháp, em sẽ bán theo hình ở đây để cô chú anh chị mình lựa chọn. Cái hàng này thì hiện tại cây đã bắt đầu là thắt ngọn rồi, và một số ngọn nó đang bị lỗi như thế này. Đó, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em. Cái giò này em gọi là cái giò số 35. 35 cô chú anh chị thấy là hàng đã thắt hết ngọn rồi nhá cô chú anh chị nhá. Và một số ngọn thì nó bị lỗi cái lá đầu ngọn ấy, lỗi cái lá đầu ngọn này đi một chút xíu. Tuy nhiên thì hàng bây giờ nó đã dừng phát triển rồi ạ.
Cái giò 35 này xin phép em được bán với giá là 90.000 này. Tiếp theo là giò 36 cũng thế. Và cô chú anh chị nhìn cho em tình trạng này. Giò 36 này em lại bán luôn với giá là 70.000 này. Và tiếp theo là giò 37 với giá luôn 70.000, bán xả hàng nhé cô chú anh chị nhá. 38 em bán luôn với giá là 80.000 và 39 với giá là 90.000. Đó, 39 với giá là 90.000. Những giò giả Pháp, một trong những dòng hoa sẽ nở vào thời điểm Tết. Cây này thì về nở hoa bình thường, cho cái giống bình thường nhá. Và tiếp sau mè đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị, đó là những cái chậu lan kiều tím yên tử ạ. Dòng lan kiều tím yên tử phải nói rằng là một trong những mặt bông vô cùng là quý và giá trị của dòng nhất trong tất cả những cây kiều tím, với cái vẻ đẹp tím trong veo ngọt ngào như vậy. Và một cái chậu lan kiều tím yên tử này cô chú anh chị này, thân mập khỏe nhá chú anh chị nhá, hàng cây khỏe, cây giống khỏe luôn. À, mùa tới có thể sổ cho cô chú anh chị những bông hoa không chắc chắn rằng sẽ là thỏa mãn đam mê của cô chú anh chị, không làm cô chú anh chị mình thất vọng luôn ạ. Một cái chậu kiều tím yên tử như vậy xin phép em được bán là 130 thì cô chú anh chị mình sưu tầm. Và sang mẹ đây cô chú anh chị cùng em ngắm những cây địa lan quân tử. Như cây địa lan quân tử em đang bán với giá chỉ có 70.000 thôi nhé cô chú anh chị nhé. Những cây rất là lớn, đủ trưởng thành để mùa tới có thể cho cô chú anh chị những bông hoa đẹp ở Tết cũng như xuân tới này rồi. Và ngoài ra đây là một cái cây lan trồng trong nhà, vừa tạo không gian xanh và vừa thanh lọc không khí rất là tuyệt vời luôn đấy ạ. Đó cô chú anh chị nhé, vừa tạo không gian xanh vừa thanh lọc không khí. Và một cái chậu quân tử như vậy em đang để giá có 70.000 thôi. Và tiếp sau này đây cũng là dòng kiều. Bên này là những cái chậu kiều vuông lộc bắc ạ. Những chậu kiều vuông lộc bắc này cô chú anh chị về mình có thể kích hoa để mà nó nở đúng vào thời điểm Tết luôn nhé cô chú anh chị nhé. Thì cái giò các cái chậu kiều vuông lộc bắc với những thân, có những thân chậu rất là nhiều thân, nhưng mà có những chậu thì nó có thể ít thân một chút, như chậu này ít thân một, bằng này thân nhưng mà nó lại thân rất là to. Và một chậu em bán đồng giá là 120 cô chú anh chị ạ. Đây ạ, có những chậu nhiều thân và cũng có sẽ có những chậu ít thân. Cô chú anh chị này, ít thân thì nó sẽ rất là mập như thế này, với giá chỉ 120 cho một chậu kiều tím yên tử. Và bên này là em có duy nhất nhé, duy nhất một chậu trầm DH77 ạ. Một cái chậu trầm, một cái cây trầm mà không khác gì trầm rừng luôn, đốt ngắn rụt rịt luôn, nhưng mà cái mặt bông của nó không khác gì trầm rừng nhá cô chú anh chị nhá, sai bông. Và bởi vì cái đốt nó ngắn ấy, khi mà ra hoa thì nhìn cái cần hoa của nó vô cùng là sai đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Một cái chậu trầm DH77 rất là to đẹp này xin phép em được bán với giá là 100.000 thôi nhá cô chú anh chị nhá. Rất là nhiều thân luôn ạ. Và bên này thì em có một cái chậu trầm rừng, đây là chậu trầm rừng duy nhất ạ. Chậu này rất là nhiều thân với những thân nú xinh đẹp như thế này. Có lẽ là không, gần như là một trong những dòng hoàng thảo hàng rừng, không có cái loại lan nào thơm như dòng hoàng thảo trầm này luôn ý ạ. Em đang để giá một chậu trầm rừng duy nhất này là 50.000 ạ. Một chậu trầm duy nhất thôi 50.000 nhá. Sang mẹ đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là những bảng chồn trắng ạ. Những cây lan chồn trắng em cũng khẳng định cô chú anh chị rằng cứ treo bờ rào như vậy thôi cũng nở hoa. Đó, những bảng chồn trắng cây khỏe và đẹp như thế này, cây rơi từ ít nhất là 4-5 cặp lá trở lên ạ. Hàng gần như là không bỏ lá chân luôn, rất là khỏe. Thì một cái bảng chồn trắng như vậy em đang để giá là 160 nhé. Cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng chồn trắng. Cái cây lan mà được cấy mô từ cây chồn đột biến của rừng ấy ạ. Nên là sẽ mang cái vẻ đẹp và cái hương thơm vô cùng là tuyệt vời của một cái cây lan chồn đột biến ạ. Và một cái giò chồn như vậy xin nhắc lại là 160. Thay vì đi mua những cái cây chồn rừng, người ta đếm lá để tính tiền giá cực kỳ là đắt đỏ, thì cô chú anh chị có thể cùng em sở hữu những cây chồn như thế này. Đó là bản chất nó là những cây chồn rừng nhé cô chú anh chị nhé. Nó chuẩn như là hoa chồn rừng không khác luôn cô chú anh chị ạ. Mà giá chỉ 160 thôi này cô chú anh chị. Này đây sẽ là những chậu lan giả Hawaii ạ. Dạ. Cái giò lan giả Hawaii buổi tối hôm nay. Cái giò lan giả Hawaii này em có đâu đấy là 4 chậu. 4 chậu. Chậu này em gọi là chậu số Hawaii số 1 đi. Với giá là em bán 90.000 luôn. Chậu số 2 nhé. Chậu số 2. Chậu số 2 cũng với giá 90.000 này. À, chậu số 3 đây ạ. Chậu số 3 này em bán với giá cũng là 90.000 này. Và chậu số 4 cũng với giá là 90.000. Hawaii cũng là một trong những dòng hoa mà nó sẽ nở vào thời điểm Tết đấy ạ. Dạ, tiếp sau mình ở đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị sẽ là những cây lan hài Henry. Với dòng lan hài rất là xinh. Cô chú anh chị cùng em ngắm. Hiện tại thì em thấy là bên Trung Quốc đang tuồn sang Việt Nam mình những cây lan hài Henry, hàng trồng trong cái túi nhựa thôi cô chú anh chị ạ. Giá thì rất là đắt, chắc chắn là không dưới 150.000 luôn, bởi vì người ta đã giao xỉ lên đến 125.000 rồi mà. Đấy, còn ở đây thì đang là những chậu lan hài Henry rất là đẹp mà hàng tự nhà em thường thuần được. À, chậu này em đang gọi là chậu số 26 nhé, xin phép em được bán 100.000. 100.000 cho chậu lan hài Henry này.
Bông hoa rất là to và cực kỳ là bền hoa. Chậu tiếp theo là chậu số 25. Chậu này thì vừa có một cái bông đang nở ở đây và cũng đang có thêm một cái nụ ở đây đấy ạ. Cái chậu rất là xanh và khỏe như này. Thì cái chậu Henry này em bán với giá là 110.000 và chậu số 27 với giá chỉ có bao nhiêu nhỉ? Chậu 27 em xin phép được bán với giá chỉ có 90.000 thôi. Và bên này đây sẽ là những cái chậu điệp tím của vùng Cao Bằng ạ. Thân cực kỳ là nù ạ. Thân rất là nù ở đây này cô chú anh chị này, nù và lá mít nhá. Hàng này thì cô chú anh chị nhìn thấy là em không hề chăm, thậm chí là không hề nhổ cỏ luôn. Thì này em gọi là hình 28 ạ, xin phép được bán giò này với 3 mầm nù như vậy. Giá cái giò này là 90.000 ạ, vậy là giò 28 nhé. Tiếp theo là giò 29 này, cũng là hai thân đen chùi chũi, hàng lá mít nhựa. Lá mít và lá nhựa mập nù như vậy, em bán chậu này 100.000. Và sang bên này đây sẽ là những cái cây đùi gà hoa trắng. Hàng này là hàng chuẩn hoa và tự nhà em ươm ki và nhân giống nhé. Ươm ki và nhân giống từ cái cây gà trắng đột biến mà trước đây em đã mua sưu tầm. Thì một cái cây gà trắng này, chậu này đang có 3 thân lá như vậy này. Mầm gốc cũng đang bắt đầu là chuẩn bị lên mới rồi đấy ạ. Dừng ngọn và bắt đầu lên mầm gốc mới rồi. Cái chậu gà trắng 30 này em bán là 150.000 này. Chậu số 31 này em bán với giá 150.000 nhé. Và chậu số 32 cũng với giá 150.000 đấy. Với số tiền 150.000 để cô chú anh chị mình sở hữu những cây gà chuẩn hoa trắng cho anh chị nhé. Hàng đột biến chuẩn hoa trắng ạ. Rồi ạ, sang bên này đây thì muốn giới thiệu đến cô chú anh chị là những cây dáng hương đuôi cáo. Thì em có như em đã giới thiệu rồi, là 1kg cáo em bán với giá chỉ có 170 cho 1kg, hàng không bỏ lá chân. Đó, không bỏ lá chân nhé cô chú anh chị nhé. Cây lá ngắn rất là khỏe. Những cây như này thì cô chú anh chị về ghép rất là dễ lên. Hoặc cô chú anh chị mình chọn theo hình ở đây cho em này. Em xin phép được giới thiệu từng hình một đến cô chú anh chị. Cái hình này gọi là hình số 8 ạ, 3 cây cáo siêu to luôn nhé cô chú anh chị nhé. Hàng lá gần như là xếp rụt mà bản lá to ạ. Cái hình này xin phép được bán với giá là 130.000 cho 3 cây cáo này, gọi là hình số 8 này. Hình số 9 là những cây cáo lá xếp thẳng tắp luôn ạ. Có cây mẹ, cây con nữa, 3 cây cáo này, em bán với giá hình này là 120.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 10. Hình số 10 này cả một lô cáo là 10 cây, em bán cái hình này. Lô cáo 10 cây này em bán với giá chỉ có 110.000 thôi, với cô chú anh chị có thể làm hai giò luôn. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 11 ạ, 10 cây cáo to và cực kỳ là đẹp luôn. Cô chú anh chị ạ, bản lá dày cộp luôn. Đấy, cái lá này thì ở trên rừng về nó bị gãy mất cái tách mất cái lá này này. Một cái hình cáo mà 3 cây trong đó có cây cả có cây mẹ con nữa. Một cái hình cáo rất là đẹp như này. Lá dày cộp luôn, những cây cáo như thế này không phải là dễ dàng kiếm được luôn cô chú anh chị. Xách nặng trịch luôn đấy ạ. Đấy, cây cáo rất là to này. Cái hình cáo này em xin phép được bán với giá là 150.000 nhá. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 12, 3 cây, 4 cây. 4 cây này em bán là 100.000 và hình tiếp theo hình số 13. Hình số 13 này 12 cây ạ. 12 cây với giá là 110.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 14, 5 cây cáo này. 5 cây cáo thì trong đó có cả những cây cáo lá xếp V nữa, 110.000 ạ. Và sang hình tiếp theo hình số 15, 4 cây cáo này em bán luôn 100.000. Và hình số 16, 3 cây cáo này em bán luôn với giá là 100.000 ạ. Và hình số 17, 17 cây cáo luôn nhé, chính chị nhé. 17 cây cáo giống này em bán luôn 100.000. Và hình số 18, 23 cây cáo rất là xinh. Đó, cáo giống nhỏ rất là xinh. Cái hình này em bán với giá cũng luôn là 100.000 đi ạ. Tức là rơi vào mỗi một cây là 5.000, đâu hơn 5.000 thôi. Hình tiếp theo hình 19, 8 cây 110.000. Và sang hình bên này sẽ là hình 20, một cái giò cáo nguyên bản hình 28 này. Hình 28. Hình số 20 chứ, hình 20. Giò cáo nguyên bản này, một cái khúc có một cây này, mập nù này và một khúc rất là nhiều cây ở đây. Giò này em bán 130.000 này. Và sang hình tiếp theo là hình số 21. Đây là em gọi là hình 21A này. Cái khúc cáo này là 2 cây nhá, rất là xinh luôn. 2 cây, một khúc cáo nguyên bản 2 cây xếp rất là xinh, em bán 80.000 ạ. 21, còn hình này gọi là hình 21 đi cô chú anh chị này. Hình này hình gọi là hình 21, một cây cáo rất là xinh như vậy. Cây, một cây nhỏ bên này nữa em bán 80.000. Và bên này là một cái giò cáo thuần hình 22, 140.000 ạ. Và sang hình số 23, giò này em bán với giá là 140.000 cô chú anh chị này. Và hình tiếp theo là hình 24, em bán giò cáo này với giá 140.000. Đây toàn là những giò cáo mà tự nhà em trồng và gần như là không có chăm tưới gì với cô chú anh chị. Rất là dễ dàng để mà chăm sóc được nó ạ. Và tiếp sang này đây là một số những đặc sản của vùng miền Cao Bằng nhá cô chú anh chị nhá. Cái này đây là miếng dong tre bén này, một túi này là 1kg. Xin phép em được bán với giá là sẽ là 100.000 cho một túi 1kg như vậy. Và bên này đây sẽ là dòng miếng dong sợi to hàng thái tay đấy ạ. Cái miếng dong sợi to hàng thái tay này thì
Em bán một túi như vậy với khối lượng là 1 kg với giá chỉ có 80.000 thôi. Chắc chắn rằng là cái cô chú anh chị thưởng thức một lần chắc chắn rằng sẽ muốn quay trở lại mua thêm những cái lần khác nữa, bởi vì nó cực kỳ là ngon luôn, em khẳng định cô chú anh chị. Và bên này sẽ là nấm hương rừng, một túi này là 1/2 kg, em bán là 140.000. Chè dây nhá quý anh chị nhá, chè dây này tự nhà em sao mang rất là nhiều những cái tác dụng luôn ạ. Đảm bảo vệ sinh an toàn, với giá em bán túi 1/2 kg là 50.000, rất là nhiều. Và 1 kg sẽ là 100.000. Tiếp sang bên đây thì rất nhiều những chế phẩm vật tư dành cho hoa lan ở đây ạ. Vỏ thông đủ size luôn, 1, 2, 3, 4 vỏ thông vụn đồng giá 20.000 cho kg. Rêu rừng 50.000 cho 1 kg, dưới vụn 40.000 ạ. Và duy xanh thì 50.000 này, duy đỏ 60.000. Hùng Nguyễn 25.000 một lọ, 50.000 cho 1 cặp nhé. Atonic 12.000 cho 1 gói. Xúc 2, hóc môn tăng trưởng, hóc môn tăng trưởng với giá là 50.000 cho một lọ, dưỡng chất AB 85.000 một lọ. B1 Thái 40.000, B12 giải độc cho cây 30.000. Liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen 55.000. Siêu da dễ N3M 30.000. Ba loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000, ba loại phân bón lá đồng giá 35.000. Đặc trị côn trùng 70.000 và cắt tan đặc trị thối nhũn với giá 40.000 ạ. Kinkinbun cũng là đặc trị thối nhũn 25.000 một gói. Chichoderma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 một túi. Dây bục lan chiều dài 100m giao cắt kèm theo tiện dụng 35.000 một cuộn. Phân bón trùn quế nguyên chất dòng cao cấp 35.000 một gói nhé. Cái hàng này thì cô chú anh chị yên tâm là bón thoải mái trộn, bón cung cấp giá trị dinh dưỡng tuyệt vời mà không sợ ảnh hưởng đến cây trồng luôn. Cung cấp giá trị dinh dưỡng rất là tuyệt vời. Phân dê đã qua xử lý với giá là 118.000 một kg. Tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng. Dạng treo, dạng lăn, dạng nhỏ giọt với giá là 40.000 cho một lọ cô chú anh chị nhé. Rồi em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay bên em đang có đấy ạ. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Thì hôm nay bên em đang có những loại lan rừng như vậy. Đó thì hiện tại thì bão cũng đã đi qua rồi. Một số tỉnh như là một số tỉnh thì ở tâm bão thì gần như là em không biết là hiện tại thì còn mưa nữa hay không, em nghe đâu là cũng còn mưa rất là ít thôi, và chủ yếu là những cái phía Tây Bắc bên em, đặc biệt là Cao Bằng thì thời điểm bây giờ một số cái khu vực ở phía Tây của Cao Bằng vẫn mưa rất là nhiều cô chú anh chị ạ. Một cái năm mà thời tiết rất là khắc nghiệt, một cái năm phải nói là thời tiết rất là khắc nghiệt mà qua cái trận bão này thì phải nói là mang đến tổn thất quá lớn luôn. Nhưng ở Cao Bằng thì sạt lở đường rồi là vùi lấp xe nhà cũng rất là thương tâm cô chú anh chị ạ. Thì em cũng mong rằng là cái đợt bão này qua nhanh và mọi sự an lành sẽ đến với tất cả mọi người dân miền Bắc cũng như là tất cả các anh chị ở cả toàn quốc mình. Sẽ có sau cái đợt bão này thì cả một năm sẽ là một cái sự yên lành. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.